Chào mọi người nha. Bữa nay mình qua tới vườn rau của mẹ chồng mình. Mình đang đứng ở cái vườn su trái su nè. Trái thấy cưng quá. Ôi mà loại su này nó có gai ở ngoài nè. Trái nhiều hết sức luôn á. Hình như su này tới mùa lạnh nó mới ra trái nè. Mình trồng 2-3 năm liên tục á, không có trái cái mình không có kiên nhẫn chờ, mình lặt đọt mình ăn riết cho nên nó không có trái ăn luôn. Mẹ chồng của mình chờ riết mà giờ trái quá trời, trái già có, trái non có, hình như su là tới mùa thu nó mới có trái nè, tới mùa thu mới có trái, mùa hè chờ hoài không thấy trái. Mình quay vườn của mẹ chồng mình cho mọi người coi. Hồi ôi coi ớt trái quá trời sai luôn nè. Mẹ chồng mình ăn cay lắm cho nên trồng nhiều loại ớt quá. Đây ớt trái đỏ hết trơn. Vàng khổ qua. Dàn khổ qua thì không có được tốt, trái chút chút không à. Năm nay dàn khổ qua của mẹ chồng mình không có đậu à, không có tốt à, trái chút chút không, nhưng mà ớt nhiều quá, ớt trái quá trời trời. Đây ớt nhiều loại ớt ghê. Đây ớt nữa nè. Ớt này chắc ớt cay quá. Ớt cay. Trời ơi trái quá trời trái luôn nè. Đỏ hết trơn. Cây thì ốm yếu mà sao trái quá trời. Bên kia là chắc ớt sừng trâu. Trái đầy đặc hết trơn. Đây ớt sừng trâu. Còn bên đây nữa nè bà con ơi, bên đây nữa nè mọi người ơi, ớt hiểm. Ớt nhiều dữ ạ. Mọi người có biết cây này cây gì không? Nhìn lá nó giống cái cách nó ra nhánh nó rủ rủ giống cây dương liễu ở Việt Nam á, nhưng mà nó là cây olive đó mọi người, nó có trái olive đó. Mà không biết có trái chưa, không thấy. Mẹ chồng mình thích trồng rau lắm, cái miếng đất nhỏ không có lớn mà trồng tùm lum loại hết trơn, cho nên ra vườn là muỗi cắn dữ lắm luôn á, nó rậm rạp quá, nó nhiều muỗi lắm. Ôi có cây hồng nè, đi qua đây cho mọi người coi cây hồng trái nè. Sao nó không tốt nha, nó cái lá nó bị còi cọc mà làm như có sâu á. Đây nè coi trái hồng nè, tháng này chưa có hồng chín đâu, chắc khoảng cỡ tháng 10 á, cuối tháng 9 bước qua tháng 10 á trái hồng mới chín. Đây rừng rậm rạp, cỏ mọc ở dưới chân đầy hết trơn, bởi vì trồng nhiều loại quá, trồng nhiều loại rau củ quả quá, nó rậm rạp quá cho nên muỗi nhiều, muỗi quá. Cây ớt này ớt gì mà trái bự dữ vậy. Ui rồi trái ớt nè. Bí xanh cũng có mà sao nó dễ bị sâu ha. Bí xanh nè, trái cũng tròn tròn mà nó bị đục sâu, nó đục lỗ hết rồi. Có ớt nè, ớt thấy hàm quá, cây nào cây nấy trái quá trời luôn.
mũi, mũi quá bà con ơi. Mùa này bước qua mùa thu rồi mà cũng còn mũi dữ. Bởi vì cây nó nhiều quá, rậm rạp quá. Mũi cỏ nó cắn ngứa dữ lắm. Ong nè. Cây này là cây rau thơm á mọi người, mà mẹ chồng mình không ăn á. Để riết nó già nó có bông nè. Giống như cây bông vậy đó. Mọi người thấy không? Mũi mình đứng ở đây cho chút xíu mà mũi nó cắn giả chát chát. Cây phe. Cây này là cây phe. Cây phe mà mấy năm trước lúc mấy năm trước á trái nó nhiều mà ăn ngon lắm. Mấy năm nay nó hay bị sâu. Một chùm trái vậy mà trái này bị sâu cái nó bò qua nó lây qua trái kia, thành ra bị sâu hết nguyên cây. Không ăn được trái nào hết. Có vàng su này là đồ sổ nhất. Nó bò lên ngập vàng. Mát hết cái sân sau nhà của mẹ mình luôn. Trái nhiều lắm nè, trái chút chút nhiều lắm mà không biết nó có lớn kịp mùa lạnh không. Nhiều nhiều lắm luôn á. Đây nè. Mà mới bị lớn mà mình đã thấy có sâu rồi mọi người ơi. Vậy là coi như cái đợt này mà nó lớn được. Nó lớn được đợt này thì ăn được thôi, chứ còn không có trông chờ gì mấy trái nhỏ này đâu. Mấy trái nhỏ này chắc bị sâu rồi. Mới bị lớn mà thấy có lỗ rồi nè. Sâu nó đục rồi. Có được đợt mười mấy trái lủng lẳng đằng kia là có thể ăn được thôi. Với lại lá thấy nó tàn rồi nè. Lá héo nhiều, lá khô nhiều rồi. Chắc nó gần tàn rồi đó. Thường mình trồng cây á, lúc cây nó còn khỏe, còn mạnh á thì nó ít bị sâu bọ tấn công. Mà khi mà cây mà nó gần tàn rồi đó, cái sức khỏe của nó không có nữa đó, là nó dễ bị sâu bệnh lắm. Lúc đó là mình có để mình cũng không có thu hoạch đâu. Cho nên mình muốn cái sân mình thoáng mát rộng rãi thì mình nên dẹp bỏ, cắt bỏ, rồi mình làm đất lại, mình chờ năm sau mình trồng cái vụ mùa năm sau. Chứ chờ hoài, để hoài cây trái nó cũng không lớn, mà nó lớn cũng không ăn được. Nó thường nó bị sâu dữ lắm. Đây cho mọi người coi lại mấy trái su nha. Đây nè. Nhỏ nhỏ nhiều hết sức luôn không? Mà trái nào trái nấy sâu đục nát hết trơn. Cũng lỗ giáp hết trơn nè. Mỗi một mắt là một bông một trái, mỗi một mắt là một bông một trái, nhưng mà ăn không được đâu. Gần tàn rồi, hết mùa rồi. Coi như cái đợt nào nó lớn được thì ăn đợt đó thôi. Đây nè, coi là trái bị lớn mà sâu nè. Quá trời trái luôn. Đây nè. Sâu hết trơn mọi người ơi. Đó, có đợt này có thể ăn được. Đợt này nó ra trước nó lớn rồi nè. Để ăn được. Với bên đây nữa. Cái này có thể ăn được. Nhưng mà thấy cũng có vẻ già. Sao cái loại su này nó sần sùi ngoài vỏ nè. Rồi cái vỏ nó cứng. Cây gai nè. Qua đây coi cây ổi. Mẹ chồng mình có cây ổi nằm nữa trong chậu. Wow, trái quá chừng luôn nè. Chín nè, cưng hết sức luôn không. Trái này, đợt này chín chưa thu hoạch là được ra bông đợt mới rồi. Cây ổi này trái cũng dữ nha. Trồng trong chậu mà trái cái nè. Thấy ham quá. Ổi này không biết ổi gì, loại gì đây. Mà trái cũng dữ quá. Mọi
người thấy không, ở Mỹ á, mà mình trồng được cây ăn trái của nhiệt đới á, ăn cây ăn trái của Việt Nam nó quý lắm, thích lắm. Ok thôi bây giờ mình vô để mũi cắn quá, quay cho mọi người xem sơ sơ mấy cái loại cây đang còn thu hoạch thôi, để mình vô. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp mọi người lần tới.